có một cái lòng yêu nghề, mến trẻ, những giáo viên trẻ mới có thể vượt qua được cái sự khó khăn. Tôi đã tập làm quen và đặt mình vào cuộc sống của người dân ở đây, nhìn thấy được cái điểm tốt từ học sinh, rồi từ phụ huynh, rồi từ đồng nghiệp, tôi cũng đã vượt qua được những cái khó khăn. Mình nghĩ rằng khi mà đã bước chân chọn cái nghề giáo viên mầm non thì mình nghĩ đó là cả một cái sự tâm huyết và phải có sự yêu thương, vừa là công việc nhưng vừa là cái tâm của mình nữa. Đội ngũ giáo viên của huyện Châu Đức góp phần đáng kể trong cái sự nghiệp trồng người cũng như là phát triển kinh tế xã hội của huyện Châu Đức. Huyện Châu Đức hiện có 87 đơn vị trường học ở 3 khối cấp, cả công lập và tư thục, gồm 50 trường cơ sở mầm non, 20 trường tiểu học và 17 trường trung học cơ sở. 98% trường học trên địa bàn được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp học đều tăng cao. Gần 100% học sinh tiểu học hoàn thành chương trình tiểu học. 98,9% học sinh trung học cơ sở được công nhận tốt nghiệp. 100% xã thị trấn đạt phổ cập cho trẻ 5 tuổi. Toàn huyện có 51 trên 58 cơ sở giáo dục công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ gần 88%, từng bước định danh Châu Đức trở thành vùng đất học của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Có được kết quả này, bên cạnh sự đầu tư của tỉnh, huyện, hệ thống cơ sở vật chất trường lớp ngày càng khang trang hiện đại, đáp ứng yêu cầu dạy và học của thầy và trò. Không thể không kể đến vai trò của các thầy cô giáo, những người đã và đang từng ngày tận tụy bên trang giáo án, truyền đạt kiến thức, mà còn là những người đồng hành giúp các em trưởng thành về kỹ năng, nhân cách để tự tin bước vào tương lai, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Tất cả đội ngũ giáo viên của huyện Châu Đức từ đạt chuẩn trở lên luôn được bồi dưỡng đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và từ đó góp phần đáng kể trong cái sự nghiệp trồng người cũng như là phát triển kinh tế xã hội của huyện Châu Đức. Tất cả giáo viên cũng đã vượt qua những cái khó khăn thách thức vì đàn em thân yêu để cho cái công tác giáo dục của huyện Châu Đức nó đạt được những kết quả tốt. Một tiết học đạo đức của lớp 5A2 trường tiểu học Kim Đồng, xã Sơn Bình. Với chủ đề tài nguyên môi trường bảo vệ nguồn sống trái đất, những kiến thức khá trừu tượng và có phần xa lạ với các em học sinh lớp 5. Nhưng dưới sự dẫn dắt của thầy Đinh Vũ Hậu, hình ảnh trình chiếu về các nội dung được đề cập đến trong bài học, tiết học đầy những hào hứng. Thầy luôn kết hợp cái môn đạo đức này thêm với một trò chơi nào đó. Hoặc là thầy sẽ bày tỏ cảm xúc của mình đối với cái môn đạo đức này. Nó rất là dễ hiểu, dễ trôi vào đầu. Nên em thường rất thích cái môn đạo đức mà thầy dạy. Là người dân tộc Mường, xuất thân từ một vùng quê cũng còn nhiều gian khó, nơi vùng đất tổ Phú Thọ. Hiểu và đồng cảm với các em học sinh ở vùng khó khăn, nên sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội vào năm 2015, thầy Hậu đã quyết định xin vào công tác tại Châu Đức và được phân công về nhận nhiệm vụ tại trường tiểu học Kim Đồng. Vừa là giáo viên môn đạo đức, thầy Hậu còn đảm nhận thêm vai trò là tổng phụ trách đội ở trường. Dù công việc nặng nề, nhưng với thầy Hậu, đây lại là cơ hội để thầy gần gũi với các em, tạo cho các em những hoạt động bổ ích trong cả học tập lẫn những sinh hoạt ngoại khóa. Và bản thân tôi là cũng là một người rất yêu trẻ, mến trẻ. Đặc biệt là tôi cũng làm trong cái công tác hoạt động đội, nên là về bản thân tôi cũng rất mong muốn rằng mình sẽ đóng góp một công sức nhỏ trong quá trình xây dựng cũng như là tạo cho các em môi trường học tập tốt cũng như môi trường giáo dục hoàn thiện để các em phát triển đầy đủ nhân cách cũng như toàn diện con người. Thầy Hậu là một trong những giáo viên trẻ năng động và có năng lực của trường. Thầy rất là quan tâm đến các hoạt động của trường và quan tâm đến các em học sinh. Và được các thầy cô giáo trong trường cũng như là các em học sinh rất là mến mộ và tin yêu.
Lớp học của các cháu 5 đến 6 tuổi trường Mầm non Sen Hồng, xã Kim Long mỗi buổi sáng luôn rộn ràng tiếng ca líu lo của các bạn nhỏ. Những ánh mắt ngây thơ, giọng nói non nớt và cả những động tác múa còn vụng về, cùng những giọt nước mắt khi tuổi thân. Tất cả những điều tưởng chừng đơn giản ấy lại chính là niềm vui, niềm động lực để cô giáo Ngô Thị Thu Thảo, giáo viên lớp từ 5 đến 6 tuổi, gắn bó với nghề giáo viên mầm non nhiều niềm vui nhưng cũng lắm thử thách áp lực. Ngay từ nhỏ, mong muốn trở thành giáo viên mầm non, được chăm sóc dạy dỗ các em nhỏ đã là ước mơ của Thảo. Thôi thúc cô đăng ký thi vào khoa sư phạm mầm non, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi ra trường, Thảo quyết định trở về quê hương Châu Đức công tác, góp sức xây dựng quê hương, lấy ánh mắt nụ cười của các em nhỏ làm động lực để gắn bó với nghề. Cô Thảo là một cô giáo rất là tốt, cô năng nổ, cô nhiệt huyết và cô có một cái tinh thần trách nhiệm rất là cao. Cô luôn luôn là một cô giáo mẫu mực trước các cháu, rồi là một cái tấm gương để cho các đồng đội noi theo. Cô rất là thương cháu, thương như con, rồi chăm sóc cháu. Nếu khi cháu bệnh, cháu ốm thì cô vẫn nhiệt tình cháu uống thuốc hoặc là thăm hỏi cháu. Làm giáo viên mầm non là chấp nhận những vất vả gian khó và cả những áp lực từ phía phụ huynh, nhà trường trong công tác chăm sóc dạy dỗ trẻ, góp phần giúp các con có sự phát triển toàn diện. Thế nhưng với lòng yêu nghề, mến trẻ, mong muốn được góp sức mình xây dựng quê hương qua việc tạo dựng nền tảng ban đầu cho các em nhỏ, cô Thảo và đồng nghiệp của mình đã vượt qua mọi thử thách để gắn bó với nghề nuôi dạy trẻ trong suốt hơn 10 năm qua. Mình nghĩ rằng khi mà đã bước chân chọn cái nghề giáo viên mầm non thì mình nghĩ đó là cả một cái sự tâm huyết và phải có sự yêu thương. Nên là khi mình làm thì vừa là công việc nhưng vừa là cái tâm của mình nữa. Nên là với cái tâm mà mình bỏ vào trong cái công việc của mình thì mình nghĩ rằng tất cả những khó khăn nó chỉ là một cái việc nhỏ thôi. Nên nó không phải là một vấn đề lớn cản chân của mình để mình có những cái bước tiến xa hơn trong công việc. Yên tâm tuyệt đối. Các cô đây rất chu đáo, nhẹ nhàng. Nói chung là quan tâm, yêu thương và hay nói chuyện với các bé. Rồi cũng về dặn dò bé phải nghe lời ba mẹ, rồi chào hỏi. Đến trường trung học cơ sở Xà Bang, nhắc đến cô giáo Mai Thị Lụa, giáo viên tin học và đảm nhận vai trò giáo viên chủ nhiệm lớp 8/2. Từ học sinh đến giáo viên đều dành cho cô tình cảm yêu mến. 15 năm trước, ngay khi vừa tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hồng Đức, cô Mai Thị Lụa chọn vùng đất Xà Bang, huyện Châu Đức còn nhiều gian khó làm nơi thử thách bản thân, cống hiến sức trẻ vào sự nghiệp trồng người. Là giáo viên tin học, hiểu các em nhỏ ở vùng quê tiếp cận các thiết bị máy tính để phục vụ học tập không dễ dàng, cô tranh thủ gói gọn kiến thức cho các em ngay trong tiết học. Với phương pháp vừa dạy lý thuyết vừa chỉ tận tay các em thao tác thực hành trên máy, những câu lệnh, những thao tác máy vốn xa lạ với học sinh vùng quê đã nhanh chóng được các em nắm bắt và thực hiện nhanh nhạy, chính xác. Có cũng rất là nhiều những cái trở ngại khi mà tôi dạy ở đây, ví dụ như từ chuyên môn cho đến công tác thì tôi cũng đã cố gắng rất nhiều, cũng gặp rất là nhiều khó khăn, nhưng mà từ những khó khăn đó thì tôi nhìn thấy được những cái điểm tốt từ học sinh, rồi từ phụ huynh, rồi từ đồng nghiệp giúp đỡ nhau, thì tôi cũng đã vượt qua được những cái khó khăn đó để bây giờ tôi cũng tự tin nói rằng trường trung học cơ sở Xà Bang thân yêu là một cái nơi mà chúng ta có thể gửi gắm niềm tin, cũng giống như là truyền cảm hứng động lực cho các em để các em có thể vươn cao vươn xa và đi nhiều những cái nơi để học tập. Cô là một giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện nhiều năm liền và cũng hết sức là phấn đấu để có thể có những cái thành tích cao hơn, ví dụ như là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Trong cái hoạt động phong trào thì cô cũng là một giáo viên năng nổ. Không chỉ giúp các em tiếp cận bài học tốt nhất, với thầy cô, nhất là giáo viên chủ nhiệm, không chỉ là người thầy mà còn phải là người bạn đồng hành của học sinh, giúp các em phát triển toàn diện. Cô Lụa còn thường xuyên trò chuyện tâm sự với học trò, nhất là các em gia đình có hoàn cảnh khó khăn, để tìm cách giúp đỡ, khuyên răn, giúp các em định hướng phát triển tốt, cũng như là chuyên gia tâm lý để các em tâm sự, giải tỏa về trường lớp, về bạn bè để có thể học tập tốt hơn. Cô là một người rất dễ gần, cô được mọi người yêu mến rất là nhiều, đặc biệt ở trong lớp.
Tuy các bạn trong lớp vẫn chưa đủ tốt, chưa hay nói chuyện nhiều, làm cô bực mình. Có lần cô đã khóc, nhưng cô không vì vậy mà chửi các chúng em. Cô vẫn luôn cố gắng để lớp chúng em có thành tích tốt hơn. Cô cũng chia sẻ những cảm xúc của mình về lớp học như thế nào. Cô cũng cho tụi em phát biểu cũng như là hỏi ý kiến của tụi em là tuần này là tụi em cảm thấy thế nào về tiết học. Và cô cũng chia sẻ những cảm xúc của mình cho tụi em hiểu. Theo thống kê của ngành giáo dục, hiện trên địa bàn huyện Châu Đức có hơn 2.000 giáo viên đang công tác tại cả 4 khối cấp học. Trong đó, nhiều thầy cô được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú, giáo viên dạy giỏi các cấp. Các thầy cô không chỉ là những người truyền thụ kiến thức, trang bị tri thức cho thế hệ học trò, mà còn là tấm gương sáng về tình yêu thương, nghị lực vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đưa những chuyến đò tri thức thầm lặng, giúp các em học sinh của vùng quê Châu Đức tự tin vững vàng trên con đường chinh phục tương lai.